Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay tôi sẽ show cho anh em xem một số acc rất là ok. Và đến với cái acc đầu tiên thì lâu lắm rồi tôi mới kiếm được một cái acc level 100 khá là ok, giá rẻ cho anh em. Level 100 đặc quyền VIP 5 KD 1.01 và hạ gục 29.000 kill nha anh em nhé. À còn 320 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên đó. Thì acc này cũng là gần đến VIP 6 rồi. Rồi không nhìn nhằn nữa, tôi sẽ vào sâu nhanh khôi đồ thôi. Đấy. Thì nói chung là anh em nào chưa trải nghiệm team B thì nói chung là mua khẩu team B bằng cách nạp tiền thì nó khá là đắt anh em ạ. Đấy, còn để mua acc thì nó cũng tương đối là rẻ. Acc này thì mấy trăm ca thôi, cũng vừa đủ súng anh em chơi thôi, không có nhiều súng nha anh em nhé. Nhưng mà được cái đặc biệt là có team B này. Đấy, tôi sẽ vào sâu nhanh khôi đồ. M4A1 bon beat. Máy cờ 90 level 2, khẩu này đi AI cũng rất là ok nha anh em nhé. Nếu mà không có sóng lòng và không sơn dùng khẩu này đi rất là ngon này. Mua team B, team B này thì chơi ép đạn nên chỉ có 60 viên thôi. Đấy, anh em nào muốn trải nghiệm team B thì có thể mua, giá thì vài trăm ca thôi. Golden Shark M240B Tesla, A12 Booster, chép tổ ong, vũ khí phụ cũng rất là ok, lục đồ bò băng này nha. A2 server nha anh em nhé, Android và iOS đều như nhau. Yes, Phonic, kiếm vàng, Kuri Ultimate Gold, nằm đấm Titan X2. Nói chung là cận chiến AI cực nhiều luôn. Katala Transformer X2, Đao Phán Quyết, Cởi Đầu Lâu X2. Rồi AK47 Gold này, AWM Gold. Nói chung là cũng đầy đủ súng nha anh em nhé. Và 4 VIP thì có rồi, đây có AK này, 3Z thì có khẩu 3Z Wing. Khẩu này bán cũng rất là ok, chắc King Bull. Đây, nhân vật thì có con Rose này, con Maria. Và đặc biệt là có con Gold. Con Gold nha anh em nhé, săn con này không phải đơn giản đâu. Nói chung là đi danh mà có TV với Gold là rất là ok. Đấy, cũng nói chung là giá thì rẻ rồi. Đây, anh em nào về chịu khó đầu tư mua khẩu thôn sơn để ép đạn thì đã thức tỉnh thì đã cày sẵn cho anh em 30 mảnh nha anh em nhé. Đấy, nói chung là nó chỉ có vậy thôi. Nhẫn thì 3 dòng 5 sao ngắm kẻ để hiện HP. Nhẫn rất là đẹp rồi. Nói chung là hạt thì nó không phải là nhiều súng nhưng mà đủ chơi, giá thì rẻ đó. Được cái là level 100 trên phú thì đẹp. Ở trên phú thì hầu như đã mắc gần hết. BBB thì còn 1-2 ô nữa là mắc thôi. Ở trên phú rất là đẹp, phú khá là đều. Hạt thì đang ở trong clan Zumi nha anh em nhé. Đấy, tên chủ hạt là Minh Linh, con gái nha anh em. Nói chung là à có chỉ có vậy thôi, thì tôi sẽ show qua một lần nữa cho anh em xem. Đấy, level 100 rồi, đặc quyền VIP 5 gần đến VIP 6 KD thì cũng chỉ có 1.01 thôi, tại vì không có AK lưu KD nha anh em nhé. À gục cũng khá là nhiều rồi, gần 30.000 kill rồi, à còn 320 kim cương nha, mua thẻ đổi tên. Đấy thì cũng đầy đủ. M4 bot beat đấy, còn này bán cũng khá là ok, còn mấy G level 2 DAI được. Đua team B thiên sứ đây, Golden Shark, chép tổ ong, lục đồ bò rất là ok, cứ combo team B lục đồ bò cũng khá là ổn rồi. Và cực kỳ nhiều cận chiến AI nha anh em nhé, có cả chục cận chiến Akagon các kiểu, 3Z Spin, Sucking Bull. Nhân vật hai vòng quay và ngon nhất thì có con Ghost. Đấy, đã săn được 30 đá thức tỉnh thôn sơn, nhận ngắm kẻ địch hiện HP. À thì đã cũng gần mắc thành tựu rồi, level 4 nữa. Rồi tôi sẽ đến với cái acc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái acc số 2 thì cũng là một acc dinh nha anh em nhé, 2 server, level 73 đặc quyền VIP 3, KD 1.01 và hạ gục 4.000 kill. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh khôi đồ thôi. Thì acc này thì cũng rất là ok, giá chỉ hơn 200k thôi. Đấy, có M4A1 Transformer này, M4A1 Thiên Sứ, Akazusa. Cung thì có combo Zenda, Ska, đỏ CB Transformer, IAS Phonic Gold, 5 đấm Titan và Katala Transformer, AK47 và Blue Battery, Tua Team B Royal Dragon, và một số súng trắng. Nhân vật thì có Naoi diễn viễn nha anh em nhé, vật phẩm thì có nhẫn này. Nhẫn thì mới có một dòng 5 sao thôi.
đến tiền thì ba dòng ba sao, số hòa thì cũng không có nhiều. Đấy, Thiên Phú thì úp được khoảng 50% BVB. Rồi tôi xong qua một lần nữa cho anh em xem thì nét vào 73 thôi, à 2 chân vờ KD thì 1.01 và hạ gục có hơn 4.000 kêu. Đấy, giá hay rẻ thôi, 220k nha anh em nhé. Đấy, có M4 full vào, à có M4 chan này, M4 thiên sứ, Akazusa, cung, lỏ, VS Phoenix Gold, nằm đâm Tây Tần, Katala Transformer, AK, M4, Tua Team B-Royal Dragon. Nhân vật thì chỉ có con AOE vĩnh viễn thôi. Vật phẩm thì có nhẫn và dây chuyền nhưng mà chưa tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP nha anh em nhé. Thiên phú thì chỉ úp được tương đối thôi, 50% BVB. Rồi tôi sẽ đến với kèo tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với kèo tiếp theo. Ác lép vào 86, đặc quyền VIP 5, KD 1.32 và hạ gục hơn 8.000 kill. Ác 2 server, ác Zalo cực kỳ ok nha anh em nhé. Full 2 vòng và tôi sẽ vào thương nhanh kho đồ thôi. Ác thì cũng giá mấy trăm thôi. Ác Transformer này, AK-47 VIP này, M4A1 quái thú vô hình, M14 EB Dark Light, AWM Inflow Dragon, 3Z Bond VIP, 3Z Aura, Sun Bang, Golden Shark, lục VIP thì rất là ok luôn, 3 khẩu DE Bond VIP này, DE Thunder, DE VIP Inflow, AK-Zusa, 3Z, Lobel Dragon, USB 3 tước, BCAC Lobel Dragon, Gung Fuji, lục đồ bò, lửa và Katala Transformer Gold. Đấy, giá cực kỳ ok luôn và cực kỳ ngon luôn, full 2 vòng hơn 400k. AK-47 Vũ Công, AK-47 Belly, M4 Băng, AK-47 Gold, T91 Tiger, Tua Team B-Royal Dragon. Đấy, có thêm cả 3Z Binh rất là ok cho anh em luôn, M37 COV. Đấy, và đặc biệt ngon là nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay và có cả solo covid nha anh em nhé. Đấy, rất là ok. 15 đá thức tỉnh không sơn, nhẫn thì được 3 dòng 3 sao thôi, nhẫn thì chưa tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP. Và đã mua sẵn thẻ đổi tên cho anh em, thẻ đổi tên thì cũng gần 500 kim cương, 408 gì đấy. Thiên phú thì BVB thì úp được khoảng hơn 50% rồi. Đấy, Thiên Phú thì cũng úp tương đối thôi, BBB thì cũng được khá rồi. Tại vì mới có level 86 thôi, thường thường level 100 vẫn úp chưa mắc rồi. Đấy, Ark thì đang ở trong clan hạng 2 server, hạng 1 server Android nha anh em nhé. Còn bên iOS thì chưa vào clan, nói chung là hạng 2 server như nhau. Đấy, anh em nào mua về chơi nhỉ? Server nào cũng được. Level 86, đặc quyền VIP 5, Ark Solo 2 server. KD thì 1.32 cũng rất là ok rồi, hạ gục 8.000 kim. AK AK Chan, AK VIP, M4, M14, AWM, phòng 3Z Bond VIP, 3Z Out, Thông Sơn để DAI này, 3 khẩu DE VIP nha anh em nhé. Rồi có cả 3Z Nobel Dragon, AK Zusa, cung cũng rất là bá này, lục đồ bò, Katala Transformer Gold. Đấy là một số súng tím, Tua Team B-Royal Dragon, 3Z Spring, nhân vật thì ngon nhất là có con Soloco rồi. Đấy, và nhân vật 3 vòng quay vẫn có nhưng mà chưa tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP. Thẻ đổi tên mua sẵn rồi. Rồi tôi sẽ đến với kèo tiếp theo. Rồi đến với kèo cuối cùng, kèo này cũng rất là ok nha anh em nhé. Đặc quyền VIP 3 level 57, KD 1.17 và hạ gục có hơn 1.000 kill thôi. Ark dính trắng dành cho server Android, dành cho anh em nào chưa có Ark chơi. Chung là mua về rất ok, dinh trắng nha, hạt này cũng rất là ngon, giá thì 100k, hơn 100k thôi. Đấy, sáu lòng này, sáu lòng để anh em đi AI. AK thì có AK-47 Zusa và 4M1 VIP, hạt này cũng bắn rất là đầm này. Rồi 3Z thì có 3Z Nobel Dragon, nói chung là đầy đủ súng đi AI, súng tanker 3Z, USB 3 tước, M4A1 SSS. Đấy, hạt dinh trắng cũng rất là ok này, còn M4A1 Glory, súng tím nhưng mà cũng có kim mắc nha anh em nhé. Đề vũ công, quắm băng, khẩu AK mà lạp sự kiện lần đầu lạp 400k mới được khẩu này nha anh em nhé. Bên server Android, 1431 Squid, Tua Team B-Royal Dragon, Uzi này, rồi côn vàng các kiểu, AK,
nhân vật thì cũng chỉ có con Rốt vĩnh viễn thôi, cũng rất là ok rồi. Đấy, 15 đá thức tỉnh Công Sơn, Tiến Phú thì cũng được 50% BVB. Đây, vòng quà thì vòng AK quay được 246 ô rồi. Đấy, nói chung là hạt dinh trắng nó chỉ có đầy đủ, nói chung là nó chỉ cần này súng thôi nhưng cũng đủ để anh em chơi EAE rồi AK M4 3Z các kiểu. Đấy, và đua team B-Royal đang dịch một số cận 99. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Nếu anh em nào mua hạt thì inbox Zalo tôi. Anh em thấy clip hay thì để lại một like, một chút ủng hộ kênh tôi nha. Tạm biệt anh em.